Xin chào các em, cô là Huỳnh Thị Thơ, giáo viên dạy tin học trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Rất vui được gặp lại các em trong bài tiếp theo của chương trình tin học lớp 12. Bài hôm trước, chúng ta đã nghiên cứu về cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ, khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngày hôm nay, chúng ta cùng sang một bài mới ở chương 3, hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, đó là bài 11, các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây cũng là bài cuối cùng của chương 3 này. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Trước khi vào bài 11, các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, thì cô giới thiệu cho các em các ứng dụng của cơ sở dữ liệu trong thực tế để cho chúng ta biết được tầm quan trọng của nó như thế nào. Máy tính điện tử ra đời và phát triển đã trở thành một công cụ có khả năng lưu trữ dữ liệu khổng lồ. Hiện nay, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu trong hầu hết các hoạt động xã hội trở nên phổ biến, quen thuộc. Và một vài ứng dụng của cơ sở dữ liệu trong các hoạt động xã hội, chẳng hạn hệ thống quản lý thư viện. Đối với hệ thống này thì có hàng ngàn cuốn sách trong thư viện, nhưng rất khó để theo dõi và quản lý tất cả các cuốn sách trong một bản tính hoặc qua giấy tờ. Để quản lý tốt và phục vụ người đọc một cách thuận lợi, hầu hết các thư viện ngày nay đều có cơ sở dữ liệu. Thông qua việc tra cứu hồ sơ sách lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, người đọc có thể biết được thông tin về những cuốn sách thuộc phạm vi quan tâm, cần mượn. Nhờ khai thác cơ sở dữ liệu của thư viện, người đọc còn có thể biết được nhiều thông tin khác, chẳng hạn thư viện có bao nhiêu đầu sách, những loại sách và lĩnh vực nào đang thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Thứ hai, đối với mạng xã hội, hàng triệu người dùng đã đăng ký các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Twitter và Zalo. Tất cả thông tin của người dùng, trạng thái chia sẻ, hoạt động kết nối, trao đổi giữa các tài khoản sẽ được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của các mạng xã hội này. Thứ ba là hệ thống đặt vé máy bay. Ví dụ, hãng hàng không quốc gia Việt Nam có cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các chuyến bay. Tại các phòng vé, khi có khách hàng đến mua vé, bằng cách khai thác cơ sở dữ liệu của hãng, nhân viên bán vé nhanh chóng cung cấp những thông tin cần thiết giúp khách hàng quyết định chọn chuyến bay thích hợp. Sau khi bán vé cho khách hàng, nhân viên bán vé cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. Thứ tư là hệ thống mua sắm trực tuyến. Mua sắm trực tuyến đã trở thành một xu hướng mới và ngày một phát triển trong kỷ nguyên số bởi sự nhanh chóng, tiện lợi của nó. Nhiều người không biết rằng tất cả các sàn thương mại điện tử đều không thể quản lý thêm hoặc bán các sản phẩm nếu không có sự trợ giúp của hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Thông tin mua hàng, hóa đơn và thanh toán, tất cả đều được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Thứ năm là ngân hàng. Với ứng dụng quản lý tất cả các giao dịch trực tuyến thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu, khách hàng ở khắp mọi nơi có thể thực hiện hàng ngàn giao dịch qua ngân hàng hàng ngày mà không cần phải đến ngân hàng. Ngoài ra, các thông tin người dùng để sở hữu thẻ tín dụng và thực hiện các giao dịch của chủ thẻ được theo dõi và tính toán tự động trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Cuối cùng là hệ thống giáo dục cao cấp. Mọi thông tin về quá trình học tập của học sinh như thông tin đăng ký của học sinh, kết quả học tập, các khóa học đã tham gia được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của nhà trường. Ngày nay, nhiều trường phổ thông, đại học, cao đẳng
còn bắt đầu áp dụng hình thức thi trực tuyến, tự động chấm điểm và đẩy kết quả lên hệ thống cơ sở dữ liệu này. Thì hiện nay, với tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như thế, chúng ta phải học trực tuyến, thì nhà trường chúng ta đã áp dụng cái website K12 Online để cho chúng ta học, chúng ta làm bài thi ở trên đó, và mọi cái điểm số hoặc là bài học đều được lưu trữ trên cái hệ thống cơ sở dữ liệu của K12 Online. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet, từ những năm cuối thế kỷ 20, số người truy cập và khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu cũng tăng lên rất nhanh. Qua các trang web, người ta có thể xem kết quả thi đại học, đăng ký các khóa học ở các trường, xem số tiền còn trong tài khoản của mình ở ngân hàng, xem và mua sách trong các cửa hàng bán sách trên mạng, tìm hiểu chi tiết về một số mặt hàng nào đó. Tất cả các công việc này đều được thực hiện nhờ có các cơ sở dữ liệu thích hợp. Hầu như mọi lĩnh vực chúng ta đều phải xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý. Thế thì, cách xây dựng các cơ sở dữ liệu đó như thế nào và khai thác nó ra làm sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài học ngày hôm nay là bài số 11, các thao tác với cơ sở dữ liệu, quan hệ. Mục tiêu của bài học hôm nay. Sau khi học bài hôm nay, các em sẽ nắm vững cho cô những kiến thức sau. Biết được các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập, cập nhật và khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Biết cách tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu. Khai thác bao gồm các thao tác sắp xếp các bản ghi, truy vấn cơ sở dữ liệu, xem dữ liệu và kết xuất báo cáo trên một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Về kỹ năng, có liên hệ với các thao tác cụ thể đã được học trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. Bài học ngày hôm nay có 3 nội dung. Nội dung số 1, tạo lập cơ sở dữ liệu. Nội dung số 2, cập nhật dữ liệu. Và nội dung số 3, khai thác cơ sở dữ liệu. Chúng ta đi tìm hiểu nội dung số 1, tạo lập cơ sở dữ liệu. Việc đầu tiên để tạo lập cơ sở dữ liệu đó là chúng ta phải tạo bảng. Tạo ra một hay nhiều bảng. Khai báo cấu trúc của bảng bao gồm đặt tên các trường, chỉ định kiểu dữ liệu cho các trường, khai báo kích thước của trường. Bước cuối cùng là mô tả nếu cần thiết. Bước 2, chọn khóa chính. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự động chọn hoặc ta xác định khóa chính thích hợp trong các khóa của bảng. Nếu như chúng ta chỉ định khóa chính, sẽ thực hiện qua các bước. Bước 1, chọn trường mà chúng ta muốn đặt khóa chính. Bước 2, nhấn nút khóa trên thanh công cụ hoặc right click chọn primary key. Ở hình số 1 là trường hợp chúng ta chọn một trường cụ thể làm khóa chính, thì ở phía trước trường chúng ta chọn nó sẽ có một chiếc chìa khóa. Ở hình số 2 là trường hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự động chọn, nó sẽ tự động tạo ra một trường có tên là ID với kiểu dữ liệu là auto number để làm khóa chính. Bước 3, đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng. Cách thực hiện như sau. Bước 1, right click, chọn Save. Hộp thoại sẽ mở ra. Gõ tên bảng vào ô Table Name. Bước 3, nhấn Enter hoặc chọn OK để thiết lập tên cho bảng. Bước 4, tạo liên kết giữa các bảng. Tạo liên kết bằng cách xác định các trường chung trong các bảng. Ví dụ, ở hình bên phải, chúng ta sẽ có hai bảng, bảng lớp học và bảng học sinh. Chúng ta phải xác định hai trường chung của bảng này để tạo liên kết. Cụ thể, ở hai bảng này sẽ có trường chung đó là mã lớp.
thì chúng ta sẽ thực hiện việc liên kết giữa hai trường này. Liên kết giúp hệ quản trị cơ sở dữ liệu biết kết nối các bảng như thế nào để phục vụ việc kết xuất thông tin. Thực hành tạo cơ sở dữ liệu quản lý sách của một thư viện. Cơ sở dữ liệu này có tên là WLSIP là sách, gồm hai bảng sau. TPL loại sách gồm có hai trường là mã loại và tên loại, trong đó mã loại là khóa chính. TPL sách gồm có các trường mã sách, tên sách, số lượng, giá, mã loại. Các em chú ý quan sát cách cô thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo bảng. Bảng đầu tiên chúng ta tạo đó là bảng loại sách gồm có mã loại. Mã loại kiểu dữ liệu là test, kích thước của trường này là 10. Tên loại kiểu dữ liệu cũng là test, kích thước của tên loại là 50. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo khóa chính cho bảng, chọn trường mã loại và chỉ vào chìa khóa thì phía trước cái trường chúng ta sẽ có cái khóa chính. Bước cuối cùng là lưu bảng, đặt tên là TPL loại sách. Ok. Bảng thứ hai chúng ta tạo đó là bảng sách, gồm có các trường là gì? Mã sách. Kiểu dữ liệu của trường là test. Mã loại có kích thước là 10. Tên sách. Kích thước cũng là test. Kiểu dữ liệu là test. Kích thước là 50. Số lượng. Kiểu dữ liệu là number. Giá. Có kiểu dữ liệu là number. Và trường cuối cùng là mã loại, có kiểu liệu là test, có kích thước là 10. Bước cuối cùng là chúng ta tạo khóa chính cho trường mã sách và đặt tên cho cái bảng này là TPL sách. Xong quá trình tạo các bảng, bước cuối cùng chúng ta là tạo mối liên kết giữa các bảng. Chúng ta vào Database Tools, chọn Relationship, chọn tất cả các bảng chúng ta muốn tạo liên kết và add vào lưới. Muốn tạo mối liên kết, chúng ta cần phải xác định hai trường khóa chung giữa hai cái bảng này. Thì chúng ta thấy giữa trường khóa chung này là mã loại, thì chúng ta sẽ thực hiện mối liên kết giữa hai bảng này bằng cách nối hai cái trường khóa chung này lại với nhau và tạo rằng bục toàn vẹn cho các trường này. Cuối cùng nhấn create để tạo mối liên kết. Cuối cùng chúng ta lưu mối liên kết này lại để hoàn thành cái cơ sở dữ liệu. Chúng ta sang nội dung số 2, cập nhật dữ liệu. Gồm có 3 thao tác: thêm bản ghi, chỉnh sửa dữ liệu và xóa bản ghi. Thao tác thứ nhất, thêm bản ghi, là bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng. Cách 1, cập nhật trực tiếp vào bảng. Cách thực hiện như sau. Ví dụ, các em muốn cập nhật bảng nào, các em chọn bảng đó. Kích chuột phải chọn Open. Ví dụ như cô cập nhật vào bảng lớp học chẳng hạn, thì cô chọn lớp học, kích chuột phải Open và chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào. Ví dụ mã lớp là 124, tức là 12A4. Cứ thế các bạn nhập vào bảng tương tự 12A5. Nhập đến khi nào hết dữ liệu thì thôi. Sau khi nhập xong, các bạn lưu lại và đóng cái bảng lại. Cách số 2 là cập nhật thông qua biểu mẫu. Thì phía dưới này là cái biểu mẫu, thì cách thực hiện như thế nào các bạn quan sát. Ở đây cô có chuẩn bị sẵn một cái biểu mẫu nhập học sinh.
các bạn muốn nhập thông tin của một bạn học sinh nào đó thì các bạn nhấn chữ thêm bạn ghi, thì tất cả các trường đã trả về rỗng và chúng ta nhập vào. Ví dụ 1001 họ lót là Huỳnh, tên học sinh Thơ, giới tính nữ, ngày sinh ngày 1 tháng 1 2000, số chứng minh 01234567 89, số điện thoại 0912345678, mã lớp chọn, click vào để chúng ta sẽ chọn lọc lớp 12 năm chẳng hạn. Rồi, và nhấn thêm thì chúng ta đã thêm được bảng ghi mới vừa xong rồi. Rồi cuối cùng chúng ta đóng cái bảng lại, đóng cái form lại. B. Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó. Xóa bảng ghi là việc xóa một hoặc một số bộ của bảng. Chúng ta sang nội dung số 3, khai thác cơ sở dữ liệu. Gồm có 4 thao tác: sắp xếp các bảng ghi, truy vấn cơ sở dữ liệu, xem dữ liệu và kết xuất báo cáo. A nhỏ, sắp xếp các bảng ghi. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường phải thực hiện tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bảng ghi theo một trình tự nào đó. Ví dụ, dữ liệu được sắp xếp tên học sinh theo bảng chữ cái. Để thực hiện sắp xếp bảng ghi, các bạn quan sát. Ví dụ, cô muốn sắp xếp bảng ghi bảng học sinh, muốn sắp xếp theo trường tên chẳng hạn, thì các bạn chọn vào trường tên. Phía trên của mình sẽ có hai trường hợp: ascending là sắp xếp tăng dần và descending là sắp xếp giảm dần. À, các bạn có thể chọn ở đây. Hoặc là ở góc phải của cái trường, chúng ta sẽ có cái mũi tên nhỏ nhỏ, click vào thì chúng ta có thể sắp xếp tăng dần hoặc sắp xếp giảm dần. Tương tự, chúng ta có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo trường mã lớp chẳng hạn. Tăng dần và sắp xếp giảm dần. B. Truy vấn cơ sở dữ liệu. Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người dùng. Truy vấn mô tả các dữ liệu và đặt tên các tiêu chí để hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Ví dụ, khi khai thác cơ sở dữ liệu quản lý thi MOS, giáo viên quản lý lớp có thể tạo ra truy vấn để biết số học sinh thi rớt. Điểm thi rớt là bé hơn 700. Muốn thực hiện truy vấn đối với ví dụ này, các bạn quan sát. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái truy vấn. Chú ý, câu truy vấn liên quan đến bảng nào thì chúng ta chỉ thêm bảng đó. Chúng ta không được thêm dư. Rồi, thông tin của câu truy vấn là gồm gì? Mã học sinh, họ lớp, tên, tên môn và điểm thi. Những học sinh thi rớt, tức là điểm thi nó bé hơn 100, chúng ta điền điều kiện bé hơn 700. Bé hơn 700, đó là rớt. Sau khi điền điều kiện, chúng ta sẽ thực hiện câu truy vấn. Thì chúng ta sẽ được hai học sinh như 648 điểm và Hải là 694 điểm. Để kết thúc, thì chúng ta sẽ lưu câu truy vấn. Ví dụ như Q1 chẳng hạn, cuối cùng nhấn OK. Thông thường, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhằm mục đích sau: định vị các bảng ghi, thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin, liệt kê một tập con các bảng ghi hoặc tập con các trường, thực hiện các phép toán, thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu. Ví dụ, tạo ra truy vấn những học sinh thi môn Word
đạt 1.000 điểm vào ngày thi là ngày 15 tháng 1. Thì muốn thực hiện câu truy vấn này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một truy vấn từng bước. Câu truy vấn liên quan đến bảng nào thì chúng ta chỉ add bảng đó. Thông tin của học sinh bao gồm mã học sinh, họ, lớp học sinh, tên học sinh, tên môn, điểm thi và ngày thi. Chú ý, học sinh thi môn quật đạt 1.000 điểm vào ngày 15 tháng 1. Tên môn của chúng ta đặt điều kiện là môn quật. Chú ý, quật thì chúng ta sẽ có rất nhiều trường hợp quật 2010, 2013 hoặc 2016. Thì ở đây muốn điền tổng quát chúng ta dùng quật dấu sao. Điểm thi 1.000 thì chúng ta sẽ điền vào điều kiện là 1.000. Và ngày thi là 15 tháng 1. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm là ngày thi. Hàm ngày để tách cái ngày thi ra. Chúng ta sẽ dùng hàm day để tách cái ngày thi ra. Để lấy hàm ngày. Và chúng ta sẽ dùng hàm month để lấy cái tháng thi. Chú ý ngày thi là người ta yêu cầu là ngày 15 và tháng 1. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu truy vấn mình xem. 15 tháng 1, môn quật 2003 được 1 bạn. Và chú ý nếu như chúng ta không muốn hai cái trường này hiển thị lên trên câu truy vấn thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại như sau. Ở cái dòng show chúng ta sẽ tắt hai cái dấu tích này đi. Thì khi chúng ta thực hiện câu truy vấn nó sẽ không hiển thị lên trên. Nó hiển thị ra đúng những yêu cầu mình mong muốn. Cuối cùng chúng ta sẽ lưu cái câu truy vấn lại. V2. Ok. Thế là hoàn thành một câu truy vấn. C. Xem dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp nhiều cách xem dữ liệu. Thứ nhất là xem toàn bộ bảng. Thứ hai, xem các bản ghi bằng biểu mẫu. Thứ ba, dùng công cụ lọc để xem một số bản ghi. D. Kết xuất báo cáo. Thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người sử dụng đặt ra. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định dạng sẵn. Ví dụ, bảng thống kê học sinh thi rớt trong kỳ thi MOS. Đây là một bảng thống kê của học sinh thi rớt trong kỳ thi MOS. Sau khi học xong bài số 11, các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, các bạn sẽ biết được cách tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu. Trong đó, tạo lập cơ sở dữ liệu sẽ gồm có 4 bước: tạo bảng, chọn khóa chính, đặt tên và lưu bảng, cuối cùng là tạo liên kết. Cập nhật dữ liệu chúng ta sẽ có 3 thao tác là thêm bản ghi, chỉnh sửa dữ liệu và xóa bản ghi. Khai thác cơ sở dữ liệu có 4 thao tác: sắp xếp bản ghi, truy vấn dữ liệu, xem dữ liệu và kết xuất báo cáo. Bài tập về nhà. Sau bài học ngày hôm nay, các em trả lời cho cô những câu hỏi sau. Câu hỏi số 1, hãy nêu một công việc trong gia đình hay xã hội có thể dùng máy tính để quản lý. Câu 2, trong bài toán quản lý ở câu 1, hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần lưu trữ. Câu 3, khi nào thông tin trong cơ sở dữ liệu nói trên cần được cập nhật và cập nhật những gì? Câu 4, khi nào kết xuất thông tin cơ sở dữ liệu nói trên và những thông tin nào được kết xuất, hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có. Câu 5, hãy cho một số ví dụ về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của các em học sinh. Xin thân ái chào các em.